Chúng ta lại tiếp tục tiếp cái đoạn ngày hôm qua. Hôm qua nó là đoạn cũ rất là sạch rồi. Rồi hai anh em là người anh em Thiện Lành với cả anh Dương tiếp tục quãng đưa hành trình Việt Nam clear up. Hôm qua này rất sạch rồi. Tục ngày hôm nay này. Nhặt trên bề mặt nhá. Ok. Quá nhiều các bạn ạ, nhiều lắm. Mình sẽ làm sạch khu này, cọp này, rác này, gì đây? Mắm tôm hay sao nhỉ? Em cứ để đây đừng cho vào túi lông, để gọn lại. Thế mình nhặt xuyên qua. Những cái bịch túi lông mà sẵn mà nó bẩn quá ấy, thì cứ kéo ra kia không gì đó mình cho lên xe nhá. Ok. Cho xe rác nhặt những cái ví dụ như này. Ly lông riếc ở trên này này. Sạch, kia thì kéo ra một góc thì mình để nó gọn. Hôm nay mình còn dọn cỏ các thứ. Nắm đi lông quá nhỉ, quá trời lông luôn, không hiểu đi lông đâu nhiều thế. Rác ni lông này thì khoảng bao nhiêu lâu nó phân hủy ở người anh em Thiện Lành? Không bao giờ phân hủy được cả. Có chứ nhỉ, sao lại không? Không không. Không à? Không. Thời gian nó lâu chứ. Không. Cho dù 100 năm sau bạn có đào lên nó vẫn nguyên như vậy. 100 năm sau đấy, 200 năm sau sao? 200 năm sau thì chưa ai kiểm chứng cả. Thế thì đối với Việt Nam thành đống rác à? 200 năm. Đó. Nếu mà cái tình trạng này tiếp diễn thì cái đảo Việt Nam sẽ thành biển rác chứ không phải là đồng rác nữa. Không xử lý thành biển rác à? 200 năm nữa.
200 năm nữa thời của ai rồi. Các thế phía sau ăn rác ngủ rác chơi với rác. Anh đọc ở những cái tư liệu nào mà nghĩ cái rác này nó có tiêu hủy được lâu thế, hay anh biết hay là anh nghe ai nói? Chưa ai mà nhớ được đọc tài liệu nào nữa. Anh nghe ở nguồn nào? À, người nghe em thiệt này. Mà bảo là giờ này thì ai mà nhớ được. Nhưng mà vì sao anh lại biết là cái này cả trăm năm nó cũng không tiêu hủy ấy? Anh phải nghe ở một nguồn nào đấy, báo chí, báo, đài, tivi, tất nhiên là báo chí rồi, người quen, người xung quanh, người thân, báo ở báo chí à? Cái này báo chí nói ra giả hàng ngày luôn đấy, đúng không? Chúng tôi đang kiếm một người anh em lành thiện nhé, đây là người anh em thiện này. Đang thiếu một người em lành thiện. Có bạn nào có niềm đam mê giống chúng tôi thì tham gia cùng. Rồi anh để gọn lại vào bịch rác to vào một góc, rác trên bề mặt như là ni lông các thứ đi cho hết vào bao tải, phân loại để riêng nha. Chuyển qua này.
Ui giời ơi, kiến là trứng. Hai thanh niên rất chịu khó, rất chăm chỉ. Cho bạn ngồi rảnh tháng ra cho thời gian trong rất chưa đề. Nhà giác hay cái gì anh? Bắt cua. Hơn với anh em thiện lành chưa như này. Tìm sao cho anh với anh em thiện lành. Tìm một cô bé. Hai mấy tuổi? Yêu thích công việc nhặt rác, ăn mặc quần áo ở nhà, đi nhặt rác. Thử việc 2 tháng, nếu vượt qua được thử thách, lương 20 triệu. Nó lại bảo lấy cái gì để chứng minh. Hai mươi triệu chứ 200 còn được. Ôi trời quá trời này. Đấy, cái bịch to to đấy để một góc như chỗ anh Dương ấy. Đó này. Cái bịch mà nó bẩn với cả nó to. Hả? Đấy, những cái bịch bẩn quá mà nó to để một góc như kia, như kia. À, tí mình cho vào cái gì đây. Đấy, nó có cả nước ướt mà. Rồi bỏ đầy ra. Nhặt cái lông ở phía trên ấy, nó sạch. Đây nữa này. Nước đừng cho vào. Đừng cho vào nữa. Ui. Đây thôi. Này thôi. Rồi. Đây là móc rác nhưng mà nhặt rác gì nữa. Móc luôn rồi. Bây giờ sao nào được chẳng rồi. Vâng. Vừa xong là móc rác luôn rồi chứ. Nhặt rác thế kìa. Cũng phải nhặt cũng phải ấy luôn rồi. Móc luôn. Chuyên nghiệp hết nhỉ. Lèn nước đu các kiểu. Ồ ôi kiến này. Ồ. Ui giời. Nhìn đã thấy dùng mình rồi. Đâu có lặt nhặt đâu này nữa không? Ui à. Còn nhặt góc này nữa không? Có chứ. Đến cây kia,
lên cái vali kìa. Đến vali anh hay là hết luôn? Hết luôn. Chơi tới bến luôn. Rồi anh em cố gắng. Người cỏ thì cái máy móc nó mệt. Anh em toàn con người là con người lao động đầu óc. Anh em toàn con người lao động đầu óc. Mà chân tay này là chưa rõ ràng lắm, phải tập làm quen dần. Coi như là mình tập thể thao thì ngày 1, ngày 2 làm quen rồi mới tiếp tục chiến đấu được tiếp. Mệt là không làm gì được. Quá trời ra. Anh bán mì hào hào à? Bán mì hào hào à? Làm bữa ăn thế. Bán mì hào hào, bán cả nước ngọt làm bữa ăn này. Đi một đoạn nó rất là sạch các bạn nhé. Trên bề mặt là lỗi cơ bản là đã cảm thấy rất là ok rồi. Ít ra là không còn cái ly lông nào nữa. Còn cỏ và cỏ. Tiếp tục. À, phía trước này. Anh Phúc có gì cái gắp không thì để lần sau mua thêm cái gắp nữa. Không cần gắp đâu. Gắp khó làm hơn. Khó làm hơn dùng tay à. Ly lông trồn rất là kỹ nha các bạn nhé. Vạch cỏ tìm sâu à? À không phải, vạch cỏ tìm rác. Vali thì anh vứt ra cái đống to to kia, tí mình cho vào xe. Đấy, cẩn thận, xem có gì không? Vàng kìa. Cái nhẫn vàng ấy. Nhẫn vàng. Nhẫn vàng. Cho anh luôn này. Anh kiểm tra lại, vừa nhìn thấy cái mù vàng vàng. Các bạn nghĩ có khi nào chúng ta bắt được một cái gì đấy không? Ở trong đống rác này có khi có một cái gì đấy không? Đây. Ví dụ như nước tăng lực này chẳng hạn. Nước tăng lực. Các bạn thông cảm nhé.
Em nghĩ là có đấy. Có nhiều trường hợp mà trong đống rác có những vật mà nó rất là giá trị đấy. Nhàn cư vi bất thiện. Nhàn cư vi bất thiện. Ủa, nó nằm dưới lớp cỏ này sâu phết này, cỏ mọc chùm lên cả rác. Đây nhá, anh Phúc anh đang móc rác nhá, móc rác nhưng mà nhặt đâu, móc luôn. Tức là cái rác này nó đã là từ rất lâu rồi, cỏ mọc rất lâu, cỏ mọc lên, cỏ mọc chùm cả lên trên. Đâm ra nó không chỉ đơn thuần là nhặt những cái rác ở phía trên mà là còn móc những cái rác ở phía dưới nữa. Theo anh thì đoán thì cái rác này nó ở đây, nó tồn tại ở đây được bao lâu rồi anh? Từ khi xây khu đô thị. Từ khi rất là lâu đúng không? Họ buộc chân con người đến xây được khu đô thị là khi đó đã hình thành rác, và rác ngày càng nhiều. Ý anh đang truyền đạt là do con người đúng không? À. Cái này anh đổ tại là cho con người à? Đúng rồi, bởi vì con người ta, chúng ta đi tới đâu là rác nó xuất hiện tới đó. Nhưng hôm trước tôi thấy là có con chó nó cũng tha một cái bịch rác đi di chuyển đi khắp nơi được mà. Tức là ngoài con người còn những động vật khác nhá. Chó, mèo, ngan ngỗng nó cũng di chuyển được. Đúng không? Chủ yếu là con người thôi. Không, ví dụ như là cho con ngan vào trong một cái bịch ni lông thì khi ta mang cái lời ta vứt đi cái thịt con ngan, ta vứt cái bịch ni lông thì nó vẫn còn tồn tại mà. Anh để ý nhá, nếu mà bắt được những cái đồ vật thì giá trị thì báo với anh em, mà anh em chia sẻ chứ đừng có không báo gì cả. Móc rác luôn rồi, móc rồi. Móc rồi. Đấy, cái gỗ anh này vứt ra cái góc kia cho gọn. Đấy. Ô, anh để luôn ở góc này. Tập kết ở góc này thì nó thành 2 điểm, 3 điểm đấy. Thì có một mình một cái xe mình sẽ di chuyển đi khắp nơi. Ôi, cố lên anh em. Có còn một đoạn hơi dài nữa thôi, không dài lắm đâu, hơi dài tí thôi, chúng ta đã hoàn thành được một lửa già rồi. Đoạn này nó hơi dài rồi. Đây. Kinh thật, ui giời ơi, chai lọ này. Cái này đốt nhưng mà nó chưa cháy hết. Đốt hết. Anh Phúc nhặt tay để ý cẩn thận cái đoạn đầu kia nó có cốc chén thủy tinh ấy nha. Đứt tay đứt chân. Không, chưa đứt tay rồi đúng không? Không. Đầy luôn cả bao tải luôn. Bao tải này không phải là một bao mà là nếu mà không lèn lại chắc nó phải là ba bao, ba bốn bao rồi nha các bạn nha. Đấy, anh ấy cứ lèn thôi. Này mà có máy ép plastic thì phát thì ép một phát nha. Lại lép kẹp chúng ta lại có thể là hành động tiếp. Nó cứ bọc chùm lên nha anh nhỉ. Đúng rồi. Đúng không? Bọc chùm lên hết. Chứng tỏ là bao ni lông nó tồn tại đây rất lâu rồi. Hồi bắt đầu xây đấy. Lúc anh bảo đấy.
Đúng rồi, anh đoán là cái này xuất hiện từ lúc bắt đầu xây khu đô thị rồi, đúng không? Nó phải được chắc chục năm rồi. À, cái đấy vứt riêng ra ngoài. À, không, đừng nhét vào này. Để riêng ra. Đấy, chỗ đã nhặt xong rồi nó đẹp tuyệt vời luôn rồi. Cỏ gọi là xanh mướt này. Ngoài bao bì nhé, thành phần còn ngoài bao bì. Ôi. Này mà hôm nay mà mình làm cỏ nữa, nó còn có khi ở dưới nó vẫn còn. Những cái nó sâu qua mấy lớp ấy chứ, đúng không? Đúng rồi. Đây nha, cái củi ở ngoài đường. Bước vào đỡ tai nạn. Hey, mặc dù đã cố gắng rồi nhưng mà đến đây mà bao nó đã đầy rồi các bạn ạ. Mình thiếu gì bao? Nhà mình chả có gì ngoài dụng cụ nhặt rác và bao tải. Đấy, bỏ dây đấy tí ra buộc đầu. À, dây đấy tí buộc bao tải lại. Hôm nay như quên mang dây. Đấy, cái dây trắng trắng. Buộc gì nữa đâu? Tí mình buộc lại. Hôm nay kéo nhanh rồi. Thank you.
Anh Phúc anh lái bây giờ xe rác thành quen thuộc rồi nhá, lái rất hay, rất dẻo. Thưa quý vị, lái rất dẻo rồi. Chúng tôi sẽ cho cái rác này lên. Nhiều nhặng lắm các bạn ạ. Đó. Kéo xe luôn lên trên kia, sẽ bao tải theo. Thì anh vứt luôn bao tải kia, mình nhặt nốt chỗ rác. Tiếp tục cuộc hành trình. Anh vứt luôn bao tải luôn. Ở kia một bao kia chắc là lèn nữa là ok. Lèn nữa là được. Đá. Cái vứt đây. Nó bảo luôn đường nào cũng đầy bao đâu. Ý là đầy vào.
đây đây. Khuôn mặt rất nhiệt tình, không lề hà được gì cả. Ngoài công việc chạy xe ôm thì anh Phúc còn tham gia cả, đây là công tác xã hội các nha, phi lợi nhuận nha, không có đồng nào trong này đâu, rất cần mẫn, rất nhiệt tình. Đốt nhưng mà nó chưa cháy hết. Mảnh xanh nha anh nha. Đấy, đốt nó có hết đâu. Nó còn cái nhựa này. Thôi thôi anh ơi, đây nhặt ở trên này đi, trên bề mặt này thôi.
Rồi, ok ok. Thế mà cũng được một bao đầy ú. Thế lại đổ vậy lấy cái bao sao? Đổ đây thì để hôm sau mình còn bới cỏ sao? Ui, mình dọn sạch hết mà. Ngoài rác ở trên bề mặt để gọn, phân loại cho gọn thì còn đâu là cỏ kiếp, bùn đất là mấy hôm nữa là mai ngày kia đấy là mình xử lý hết. Ui, phải sạch như cái hôm trước của mình ấy. Sạch bong xoong luôn. À, trên bề mặt này, đấy, anh cứ bới trên bề mặt này. Hôm nào cái nào nó ở dưới cỏ ấy thì nó không bị trôi đi ấy. Mai mình lật tung lên thế là xong, lại phân loại tiếp lần nữa. Ủa đấy có khi từ thời Covid ấy. Đấy, nghe hết trên bề mặt này. Đây là làm sạch các bạn nhé. Đã sạch rồi. So với lúc ban đầu thì một đoạn dài. Hôm nay lượng công việc dài, tương đối dài trên này. Đấy, còn chút xíu nữa là xong. Đây Phúc ơi, bê lốt cái này đi. Xong rồi. Đấy, vâng.
Bê vừa thôi. Hai lần đi. Lặng quá không bê được lên. Ơi đến đây coi như công việc đấy, sạch rồi các bạn nhá. Trên bề mặt là coi như là anh em chúng tôi đã dọn dẹp xong xuôi rồi, cơ bản mới chỉ là tạm ổn thôi, còn cỏ thôi. Ở đẩy xe luôn đi anh ơi, cỏ thôi để mai ngày mốt mình làm đốt. Thời gian không còn nhiều, anh em về còn rất là nhiều việc các thứ. Các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ chỉ còn hết rác rồi, chỉ còn một hai bên cỏ xanh mướt. Người anh em thiện lành đang kéo xe về điểm tập kết. Anh Phúc chào khán giả nào. Xin chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Sạch lắm rồi. Một đoạn dài các bạn ạ. Rất dài, sạch, không còn mặt ni lông ở trên nữa. Đi lép vào anh ơi, đi lép vào. Tô đi kinh quá. Đi qua luôn. Ok.